tác phẩm mới ra lò, hoan nghênh mọi người đến tiểu thuyết cà chua đọc tác phẩm của tôi, hy vọng mọi người có thể thích, sự quan tâm của mọi người là động lực sáng tác của tôi, tôi sẽ cố gắng kể tốt từng câu chuyện. Chương 1 Làm tin bản ăn truyền bá hệ thống Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Nằm cái hương lạc đùi gà pháo đài bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Bát quái trưởng 64 tay Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Đàm gia gia nhà đại tôn tử Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Trứng gà tôm bóc vỏ nhân bánh sủi cảo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Ba nước hầm qua dò xét cửa hàng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Thủy nấu thịt bò Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Hào môn sinh nhật tiệc tối Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Công ty giải trí Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Phong phú tiệc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.